Xin chào các bác nha. Em Đình Đắc Ghe đây. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho tất cả các bác cách đắp một cái phượng và ráp thành một cái phượng sáp dành. Cực dễ nha. Mời các bác và quý vị khán giả của em đón xem. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ.
tác phẩm Phượng Giáp Thành đã xong. Mời các bác cùng ngắm. Bác ngắm xem đẹp chưa? Tí em chấm chấm cái mắt nữa với cái màu nữa. Chia sẻ các bác nhé. Các bác có cái gì thì các bác cứ nhắn tin hỏi comment. Em chỉ hết cho. Gì em biết em chỉ hết cho. Đây là Phượng Giáp Thành. Quá đẹp. Các bác xem video thấy hay thì cho em xin một đăng ký kênh để ủng hộ em cho bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Mai em làm mặt lân này nữa. Thôi video của em cũng hơi dài rồi thì hẹn gặp các bác ở video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bác.